Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tập Cận Bình và giấc mơ đại đế. Tham vọng trở thành một Mao Trạch Đông thứ nhì của Tập Cận Bình đòi hỏi sự thanh toán mọi đối lập nội bộ trong Đảng Cộng sản Tàu Cộng và sự tận trung tuyệt đối của Đảng Cộng sản chư hầu tại Việt Nam. Mọi chỉ dẫn khách quan cho thấy Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng tuân lệnh đại đế Tập Cận Bình hầu được tiếp tục cầm quyền ở Việt Nam. Có thể nói Tập Cận Bình là một lãnh đạo tham vọng nhất Trung Quốc thời Cộng sản này. Hiện nay ông này muốn từng bước trở thành một hoàng đế nắm quyền cai trị đất nước Trung Hoa đến suốt đời. Từ khi lên làm người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc, ông ta đã từng bước thực hiện ước mơ đó, ước mơ đưa đất nước Trung Hoa trở thành bá chủ. Một tư tưởng Đại Hán được ấp ủ bao lâu nay có cơ hội được thể hiện với thế giới. Năm 2013, khi mới lên thay Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình đã đưa ra học thuyết giấc mơ Trung Hoa. Học thuyết này được thiết lập trên cơ sở quyết tâm muốn duy trì sự thống trị của Đảng Cộng sản tại Trung Quốc và đồng thời phục hưng sức mạnh dân tộc Trung Quốc đối với các nước trên thế giới. Để định nghĩa thế nào là giấc mộng Trung Hoa thì BBC tiếng Việt ngày 6 tháng 6 năm 2013 trên có bài viết Giấc mơ Trung Hoa của ông Tập Cận Bình. Trong bài này, trích lời của ông Lưu Minh Phúc, một cựu đại tá quân đội nhân dân Trung Hoa và là tác giả cuốn sách có tựa Trung Quốc mộng, tư duy đại cường quốc và vị thế chiến lược trong thời đại hậu Mỹ, đã cho biết rằng giấc mơ của Chủ tịch Tập Cận Bình là về một quốc gia mạnh mẽ hơn với quân đội hùng mạnh. Và thực tế Trung Quốc đã và đang triển khai sự ảnh hưởng của mình trên cả mặt trận kinh tế, chính trị, quân sự và văn hóa. Về kinh tế, ông Tập Cận Bình cho triển khai đại dự án một vành đai một con đường để tạo thành hai gọng kìm ôm lấy cả khối Á, Âu, Phi. Điều đáng nói là để thực hiện những dự án kinh tế của Bắc Kinh trên những quốc gia tham gia dự án một vành đai một con đường là phương pháp dùng bẫy nợ. Chính quyền Bắc Kinh luôn muốn nhắm vào những chính quyền tham nhũng, dùng tiền để hối lộ để điều khiển những lãnh đạo và các quốc gia đó phải vay nợ Trung Quốc và sau đó cấn trừ nợ bằng các hợp đồng nhượng địa. Nếu là những quốc gia dân chủ, việc chơi với Trung Quốc trong đại dự án một vành đai một con đường không sợ thiệt vì những chính phủ này minh bạch không thể rơi vào bẫy nợ do Trung Quốc giăng ra, mà ngược lại họ hoàn toàn có thể chơi bình đẳng với Trung Quốc. Nhưng nước nghèo tham nhũng hoành hành thì chắc chắn bị sập bẫy. Ngày 22 tháng 4 năm 2019 trên báo Thanh Niên có bài viết Thủ tướng dự diễn đàn cấp cao vành đai và con đường tại Trung Quốc. Bài báo này cho biết vào tháng 11 năm 2017 trong chuyến thăm chính thức của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam, hai nước Việt Nam Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ cấp chính phủ về thúc đẩy kết nối khuôn khổ hai hành lang một vành đai của Việt Nam với sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc. Nói thẳng ra, dự án hai hành lang một vành đai là một mắt xích của đại dự án một vành đai một con đường của Tập Cận Bình cho dễ hiểu. Ngày 21 tháng 11 năm 2019 trên báo VN Economy có bài viết Đường sắt 100.000 tỷ đồng, chuyên gia nói quá lãng phí và vô lý, đã cho biết quy hoạch đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng là dự án được chính phủ Trung Quốc viện trợ thực hiện. Mà dự án đường sắt này là một phần trong đại dự án hai hành lang một vành đai. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã đi vay của Trung Quốc để làm một dự án mang danh mà cho chúng ta, nhưng thực chất là thực hiện một phần cho đại dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc. Cuối cùng Trung Quốc có được một mắt xích quan trọng trong đại dự án của Tập, đồng thời họ làm chủ được một món nợ khó trả của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như thế, Việt Nam sẽ rơi vào bẫy nợ. Với bẫy nợ này và nhiều bẫy nợ khác sẽ khiến cho Việt Nam không còn khả năng thanh toán và kết quả của nó là việc cấn trừ bằng hình thức nhượng địa dưới danh nghĩa lập các đặc khu kinh tế. Để thực hiện hóa giấc mơ Trung Hoa thì Tập Cận Bình đã và đang dùng 4 mũi giáp công gồm kinh tế, chính trị, quân sự và văn hóa. Nếu nói Sri Lanka dính mũi kinh tế thì Việt Nam dính cả 4 mũi về văn hóa. Việt Nam đã nhiễm
Khổng giáo nhiều năm nay, và nay thứ văn hóa độc hại này đang được chắp cánh bởi chính quyền Cộng sản Việt Nam bằng cách triển khai tư tưởng Khổng giáo trong giáo dục, cũng như lập các đền thờ để thờ những ông người Trung Hoa như Quan Công hay Khổng Tử v.v. Về kinh tế thì chúng ta đã biết quá rõ. Còn về quân sự thì hiện nay Việt Nam đang bị Trung Cộng đe dọa tứ phía, mà đặc biệt là ở Biển Đông. Còn về chính trị thì như ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị Trung Quốc thao túng từ nhiều thập kỷ nay. Tập Cận Bình là một con người vô cùng tham vọng. Ông ta vừa lên ngôi là đưa ra nhiều dự án vô cùng táo bạo nhằm vực dậy chủ nghĩa Đại Hán. Điều này là vô cùng nguy hiểm với quốc gia lân cận của nó như Việt Nam, của chúng ta. Để thỏa mãn tham vọng, Tập đã được Hiến pháp Trung Quốc phải thừa nhận tư tưởng của Tập Cận Bình, và sắp tới rất có thể ông Tập sẽ bãi bỏ luôn quy định nhiệm kỳ chủ tịch nước trong Hiến pháp để dọn đường cho tham vọng lãnh đạo Trung Quốc suốt đời của ông ta. Rõ ràng qua hành động, chúng ta cũng dễ dàng đoán được rằng chủ ý của Tập Cận Bình trở thành một đại đế của đế quốc Trung Hoa để lưu danh sử sách. Tham vọng vô biên, lạnh lùng và tàn bạo là những từ chính xác dùng để mô tả ông Tập Cận Bình. Ông ta sẽ nghiền nát những vật cản đường. Đó là bản chất đáng sợ nhất trong con người của Tập Cận Bình. Hồng Kông dưới thời của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào vẫn yên ổn, nhưng sang thời của Tập thì ông ta đã đưa dã tâm mình vào xứ này một cách ngang ngược và lạnh lùng. Ngay chính người dân Hồng Kông, những người đang là đồng chủng và của ông ta mà ông ta còn mạnh tay nghiền nát, thì đối với dân Việt Nam, ông ta làm sao có dự chuồn tay? Chắc chắn sẽ không. Với con người đáng sợ như vậy, nhưng Nguyễn Phú Trọng không hề biết dè chừng con người này, mà ngược lại, ông Trọng đã nắm cổ đất nước Việt Nam dúi vào tay của Tập Cận Bình để ông ta định đoạt số phận. Nếu nhân dân Việt Nam không thức tỉnh thì có thể không còn cơ hội để hối hận. Hồng Kông tự do vấn nạn cho bá quyền Trung Cộng. Vào mùa hè năm 2019, hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông, có lúc lên tới 2 triệu người, đã xuống đường phản đối dự luật dẫn độ tội phạm hình sự về Trung Cộng do chính quyền Hồng Kông đề xuất. Người dân chống đối vì lo sợ sự độc lập của hệ thống tư pháp Hồng Kông sẽ bị bãi bỏ nếu dự luật được thông qua. Các tổ chức xã hội dân sự nhiều lần lên tiếng chỉ trích và cảnh báo dự luật sẽ trao cho chế độ độc tài Bắc Kinh một công cụ pháp lý, không chỉ tùy tiện bắt giữ những cá nhân được coi là kẻ thù của nhà nước Cộng sản, mà còn đe dọa các quyền tự do của công dân Hồng Kông và người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Hồng Kông. Không như người Trung Hoa lục địa sống dưới chế độ Cộng sản, hơn 7 triệu người dân Hồng Kông sống trong đặc khu quản lý được hưởng các quyền tự do ngôn luận, hội họp và tôn giáo. Các quyền này đang bị đe dọa bởi sự lệ thuộc của chính quyền Hồng Kông vào Trung Cộng. Trong những ngày 9 và 16 tháng 6 cũng như 18 tháng 8, số người tham dự các cuộc tuần hành do Mặt trận Nhân quyền Dân sự Civil Human Rights Front CHRF tổ chức đã tăng lên 2 triệu người, tương đương với 20% dân số Hồng Kông. Đây là những cuộc biểu tình lớn nhất đã diễn ra sau phong trào dân chủ bị trấn áp dã man tại Thiên An Môn vào 4 tháng 6 năm 1989 ở Bắc Kinh, cũng như phong trào Dù Vàng 2014, và cũng là một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất của Hồng Kông kể từ khi Anh trao trả thuộc địa Hồng Kông về cho Trung Cộng năm 1997. Ngày 23 tháng 8, hơn 210.000 người biểu tình đã nối tay thành những chuỗi người dài 60 cây số xuyên qua trung tâm thành phố để nhấn mạnh quyết tâm đòi chính quyền Hồng Kông phải thanh thỏa những yêu cầu sau: trả lại tự do cho tất cả những người biểu tình bị bắt, lập ủy ban điều tra hành động đàn áp của cảnh sát, Carrie Lam phải từ chức đặc khu trưởng, thực hiện quyền bầu cử hội đồng lập pháp, nghị viện thành phố và chủ tịch hành pháp, đặc khu trưởng hay thị trưởng. Lập trường chính thức của Bắc Kinh là tôn trọng quyết định đình chỉ dự luật của trưởng đặc khu trưởng Hồng Kông, nhưng trên thực tế quyết định lùi bước là một sỉ nhục bất thường đối với chính quyền Trung Cộng. Các yêu cầu chính đáng của phong trào dân chủ đấu tranh dân chủ của Hồng Kông đã đặt Bắc Kinh vào tình thế nan giải, đặc biệt đòi hỏi bầu cử tự do và bầu lãnh đạo Hồng Kông là những yêu cầu cực đoan,
làm xói mòn uy quyền lãnh đạo của chính quyền Trung Cộng. Đến nay, chính quyền Trung Cộng phản ứng kiềm chế, không đổ máu nhưng không nhượng bộ là chỉ đạo của Chủ tịch Đảng và Nhà nước Tập Cận Bình. Nhiều người lo ngại Trung Cộng sẽ lấy cớ Hồng Kông bạo loạn để dùng quân đội trấn áp. Điều 14 của thỏa ước Hồng Kông cho phép chính quyền thành phố yêu cầu Bắc Kinh gửi quân can thiệp để duy trì an ninh, và điều 18 cho phép Quốc hội ban hành lệnh khẩn cấp trong trường hợp nổi loạn. Hội nghị Trung ương lần thứ tư của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 nhóm họp vào cuối tháng 10 năm 2019 đã quyết định can thiệp vào Hồng Kông. Đầu tiên, chính quyền Trung ương Trung Quốc sẽ điều khiển và kiểm soát Hồng Kông và Macau bằng cách sử dụng tất cả các quyền lực được trao theo hiến pháp và luật cơ bản. Bản tiểu hiến pháp xác định tình trạng của Hồng Kông. Thứ hai, Trung Quốc sẽ xây dựng và cải thiện một hệ thống pháp lý và một cơ chế thực thi để bảo vệ an ninh quốc gia tại cả hai đặc khu hành chính. Nhà nghiên cứu chính trị Trung Quốc giáo sư Min Xin Bai Bùi Mẫn Hân đã bình luận các quyết định của Hội nghị Trung ương Cộng đảng chỉ nhằm tạo cơ hội cho Trung Cộng triển khai luật căn bản trực tiếp kiểm soát việc bố trí nhân sự cho các vị trí lãnh đạo Hồng Kông và làm giảm hoặc hủy bỏ tính độc lập hệ thống tư pháp Hồng Kông, cũng như giới hạn dân quyền và tự do chính kiến của người dân Hồng Kông. Nói chung, Trung Cộng đã quyết định dẹp bỏ mô hình một quốc gia hai chế độ mà Đặng Thiều Bình hứa sẽ duy trì cho Hồng Kông trong 50 năm sau khi Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Theo Min Xin Bai, các quyết định của Hội nghị Trung ương sẽ không mang lại hiệu quả và kế hoạch thực thi chỉ là một ván bài kết thúc nhiều rủi ro của Trung Quốc tại Hồng Kông. Trong chuyến đi vận động công luận Mỹ và Âu Châu hỗ trợ cho phong trào dân chủ Hồng Kông, nhà hoạt động Zhou Wonghua, 22 tuổi, tổng thư ký đảng đứng lên vì dân, Dimo Sito đã đến Đức vào đầu tháng 9 năm 2019. Tại đây, Hoàng Chí Phong tuyên bố Hồng Kông giờ đây là thành trì giữa thế giới tự do và Trung Quốc độc tài, khi so sánh nỗ lực tái thống nhất của Đức và cuộc đấu tranh tự do ở Hồng Kông. Hoàng Chí Phong cho rằng nếu chúng ta đang ở trong cuộc chiến tranh lạnh mới thì Hồng Kông này là một Tân Bá Linh. Hoàng Chí Phong kêu gọi thế giới hãy hỗ trợ người dân Hồng Kông đang tranh đấu cho tự do và bầu cử tự do. Cuộc phản kháng sẽ tiếp tục cho đến khi bầu cử tự do có ở Hồng Kông. Ngày 17 tháng 8, Liên minh châu Âu ra tuyên bố nhắc nhở chính quyền Bắc Kinh hãy tôn trọng các quyền tự do cơ bản ở Hồng Kông, đồng thời đòi hỏi nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, đảm bảo sự tự chủ của thành phố này phải được duy trì. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nhân quyền Hồng Kông, Hồng Kông Human Rights and Democracy, ngày 19 tháng 11 với sự đồng ý của toàn thể thượng nghị sĩ lưỡng đảng ủng hộ những người biểu tình Hồng Kông. Dự luật này sẽ xem xét lại quy chế thương mại của Hồng Kông đối với Hoa Kỳ hàng năm, đồng thời trừng phạt những cá nhân nào chịu trách nhiệm trong việc đàn áp nhân quyền ở đây. Thế giới bên ngoài đang theo dõi những diễn biến hiện tại ở Hồng Kông với sự cảnh giác lớn. Trừ khi chính phủ Trung Quốc lùi bước, còn không, các nước khác, nhất là châu Âu và Hoa Kỳ, rất có thể sẽ thực hiện các bước đi khiến cho chính phủ Trung Quốc phải trả giá đắt. Cơn ác mộng của Tập Cận Bình, Hồng Kông trở thành một Đài Loan. Chính trị Trung Quốc từ thời phong kiến đến thời Mao Trạch Đông hay ngày nay đều luôn tồn tại hai lực mâu thuẫn đối kháng có tính triệt tiêu nhau. Không ai thuộc sử Trung Hoa hơn Mao Trạch Đông. Trong thời gian ở Diên An, Mao đã khai triển những mâu thuẫn xã hội thành một học thuyết sau này được gọi là mâu thuẫn luận của Mao Trạch Đông. Như Mao Trạch Đông kể lại trong bữa cơm với bác sĩ Lý Chí Thỏa và được bác sĩ Lý ghi lại trong hồi ký được xuất bản ở Mỹ, trong chiến tranh chống Nhật, các đồng chí đề nghị tôi giảng về triết học tại Đại học Kháng Nhật ở Diên An. Tôi nghĩ cần thiết phải phối hợp lý thuyết chủ nghĩa Mác và thực tiễn của Trung Hoa. Thế là tôi viết hai bài đó. Tôi dành 2 tuần để viết bài bàn về mâu thuẫn nhưng chỉ tốn có 2 giờ để trình bày. Điều đó cho thấy Mao dành nhiều thời gian để suy nghĩ và vận dụng các mâu thuẫn xã hội để duy trì quyền cai trị độc tài tuyệt đối của mình.
Một trong những hệ quả của việc vận dụng các mâu thuẫn là cuộc cách mạng văn hóa đẫm máu với khoảng 2 triệu người bị giết. Thời kỳ của Đặng Tiểu Bình cũng thế. Trong biên khảo chuyến Nam Du của Đặng Tiểu Bình, thành phần chính trị ưu tú Trung Quốc hậu Thiên An Môn của Sui Zheng Sao cho thấy cuộc đấu tranh giữa các thành phần nắm giữ quyền lực cho nội bộ Đảng Cộng sản sau Thiên An Môn. Đại diện hai thành phần này là Đặng Tiểu Bình và Trần Vân, một lãnh đạo kỳ cựu có khuynh hướng bảo thủ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu Đặng thua, Trung Cộng có thể trở lại thời Mao. Trần Vân có ảnh hưởng lớn của Bắc Kinh, trong khi Đặng Tiểu Bình được hầu hết các thành phố lớn và các khu kinh tế lớn như Thượng Hải, Quảng Châu, v.v. ủng hộ. Kết quả, Đặng Tiểu Bình thắng. Còn thời của Tập Cận Bình, những tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa hiện ra cho bên ngoài thấy, nhưng chắc chắn đang có và ngày càng trầm trọng. Những kẻ độc tài dù Hitler trước đây hay Tập Cận Bình hiện nay đều có một điểm giống nhau, đó là bệnh hoang tưởng về sức mạnh của mình và xem thế giới chung quanh trong một trạng thái tĩnh, chậm chạp, nếu không muốn nói là không thay đổi. Hitler mở chiến dịch Barbarossa tấn công Liên Xô là một sai lầm chiến lược. Các tướng lãnh Đức cố gắng thuyết phục y đổi ý nhưng Hitler nhất định không nghe vì Hitler hoang tưởng về sức mạnh vô địch của Đức và mộng bá chủ châu Âu của cá nhân y. Kết quả ra sao thì như thế giới đều đã biết. Mở ngoặc ở đây, tại Việt Nam vẫn còn không ít người mang bệnh hoài Nga, nên nghĩ Nga là một trong những đồng minh chống Đức. Thật ra, cho đến ngày 21 tháng 6 năm 1941, Stalin vẫn còn là một đồng minh tin tưởng của Hitler và chịu trách nhiệm liên đới cho cái chết của nhiều triệu dân hai vùng Đông Âu và Baltic. Tập và đám lãnh tụ Cộng sản ở Trung Nam Hải cũng biết không có cách mạng Nhung, cách mạng Hoa Lai nào dành cho số phận của Trung Hoa. Tại Trung Cộng chỉ có cách mạng máu mà thôi. Trong hoàn cảnh của Tập, y biết nhường nhịn Mỹ là cơ hội cho các thành phần chống đối trong Đảng đứng lên lật đổ y, nhưng chống Mỹ quyết liệt chỉ đẩy Trung Cộng đi sâu vào cô lập, suy thoái và khủng hoảng kinh tế. Đừng quên, khác với các nước dân chủ với nền kinh tế thị trường, tại Trung Cộng sự ổn định chính trị gắn liền với sự ổn định kinh tế. Trong diễn văn chứa đầy ngôn ngữ tuyên truyền nhân dịp đánh dấu 70 năm ngày thành lập nhà nước Cộng sản Trung Hoa, Tập Cận Bình tuyên bố không sức mạnh nào có thể ngăn cản bước tiến về phía trước của nhân dân Trung Hoa và nước Trung Quốc. Và họ Tập chấm dứt bằng hô khẩu hiệu Đảng Cộng sản Trung Quốc muôn năm. Trung Quốc muôn năm, nhưng đồng thời trong diễn văn ngắn hơn 10 phút đó, Tập Cận Bình kêu gọi nhân dân Trung Quốc đoàn kết sau lưng Đảng Cộng sản để vượt qua mọi thử thách. Y biết đám mây đen đang kéo tới, cơn bão sắp thổi qua lục địa của Trung Hoa. Vừa rồi trả lời câu hỏi chính phủ Trung Quốc sẽ có biện pháp nào cụ thể để trả đũa các đạo luật về Hồng Kông của Tổng thống Donald Trump vừa ký. Cảnh sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng chỉ biết đáp vỏn vẹn việc gì tới sẽ tới. Điều đó chứng tỏ Tập chưa có hay không có một chủ ý cụ thể nào. Phản ứng này cũng tương tự như những câu tuyên bố hùng hổ đầy đe dọa nhưng rỗng tuếch khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Nhưng những điều đó chưa hẳn là ác mộng. Ác mộng của Tập là với quyết tâm của Mỹ, Hồng Kông có thể trở thành một Đài Loan. Tại sao lại là như vậy? Tập Cận Bình nếu đọc sử Mỹ sẽ nhận ra việc Tổng thống Donald Trump ký hai đạo luật được thông qua gần như tuyệt đối của lưỡng viện Quốc hội Mỹ liên quan đến Hồng Kông thể hiện chính sách đối ngoại lâu dài của Mỹ như một quốc gia không chỉ giới hạn trong một hay hai nhiệm kỳ Tổng thống. Tập Cận Bình nếu đọc sử Mỹ sẽ nhận ra tác dụng của hai đạo luật Tổng thống Trump vừa ký cũng không khác gì Hiệp ước Liên minh Phòng thủ Đài Loan-Hoa Kỳ ký tại Washington DC ngày 2 tháng 12 năm 1954, được Quốc hội Mỹ thông qua và trở thành hiệu lực ngày 3 tháng 3 năm 1955. Nếu không có sự cam kết bảo vệ Đài Loan bằng các biện pháp cứng rắn của Mỹ, khó có thể tiên đoán được vận mệnh Đài Loan trước tham vọng của Mao Trạch Đông. Hồng Kông cũng thế. Hồng Kông là phần trong chiến lược ngăn chặn mới của Mỹ và bao trùm tất cả các lĩnh vực kinh tế, tài chính và quân sự. Trong lúc cuộc cách mạng tin học toàn cầu hóa kinh tế thúc đẩy sự hợp tác trong mọi lĩnh vực, mang con người đến gần nhau,
thu hẹp không gian và rút ngắn thời gian cũng làm cho chiến lược ngăn chặn mới khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Hai lý thuyết ngăn chặn cũ chống Cộng sản châu Âu và ngăn chặn mới chống Trung Quốc ở Á Châu đều cùng một mục tiêu đem lại quyền dân chủ, tự do kinh tế, chính trị, xã hội cho con người trong cộng đồng nhân loại đang chịu đựng bất công áp bức. Nền tảng của xã hội Mỹ, hay nói rõ hơn, các giá trị tạo thành và cũng là chỗ dựa của quốc gia Mỹ là tự do, dân chủ, bình đẳng như đã vạch ra trong Hiến pháp và các tu chính án. Kinh nghiệm chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha năm 1898, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Chiến tranh Triều Tiên cho thấy khi nào quyền lợi của nước Mỹ và các giá trị tạo thành nước Mỹ đồng thuận, đó là thời kỳ nước Mỹ đóng góp hữu hiệu nhất vào việc bảo vệ nền hòa bình và tự do dân chủ trên thế giới. Nhật, Singapore, Nam Hàn, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ v.v. nắm được chiều gió của thời đại đã thành công. Cuộc chiến tranh lạnh lần này phức tạp hơn và đa diện hơn nhiều, nhưng nguyên tắc, cơ hội và chọn lựa của các quốc gia trong vùng ảnh hưởng cũng không thay đổi. Theo tự do dân chủ, dân tộc sẽ được sống còn, và theo Trung Cộng, dân tộc có thể sẽ bị diệt vong. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.